ដឹងមកចំនួនដែលមើលខ្ញុំខុសគាត់ហាក់មានការអៀនខ្មាស់ត្បិតមានភពចាប់កំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែពីកុមារភាពរបស់លោកអុកញ៉ាភិរមវិចិត្ររាពុំមានវាសនាប្រាថ្នាអ្វីសមតាមបំណងដោយក្មេងៗដល់ទីទីឡើយព្រោះម្តាយរបស់លោកអុកញ៉ាជាស្ត្រីមេម៉ាយហើយមានមុខរបរជាអ្នកលក់អោឈូងបន្តិចបន្តួចដើម្បីចិញ្ចឹមកូនបីនាក់ ការលំបាកការអត់ឃ្លានការមាក់ងាយបានជំរុញលើកទឹកចិត្តលោកអុកញ៉ាឲ្យប្រឹងប្រែងវិវត្តខ្លួនឥតឈប់ឈរដើម្បីចាក់ចេញពីភាពក្រីក្ររហូតបច្ចុប្បន្នលោកអុកញ៉ាភិរមវិចិត្ររាជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនវិចិត្ររាគ្រុបតើលោកអុកញ៉ាមានប្រវត្តិតស៊ូយ៉ាងណាប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមកកើតដូចឆ្នាំ 1988 mình sẽ lo và sợ thì mối hay thì phí cà phê cho nó vì sai chuột thế hạ miền phía lo và sợ phần tay cho nó chăm một con muốn cầm bớt nó biết miền rọt và hà cả là miền chăm con cầm bớt chặt ra miền sọc máy ạ thế tiệm mà tìm nuốn thôi ơi và chị bột thế để con ruộng nơi không thể cầm chết tự ở lên đời chứ mà đây chúng để con vừa tay chuột nó cứ hạt tận sòng miền này tham vì muốn tay chuột mà ai chuột nó bay con ở lá tay chuột bán là thầm mà con pi rồi mà con bay rồi hay ở bên núi đá mà đây chúng có ban xây lôi từ nhiều kia không cả sang sòng té và chẳng bị bắt nó cứ bắt chậm nâu hay dương thử sòng từ nhiều kia chờn mình tiền chẳng có sai những chụp bị bắt giang thôn khôn không cùng lòng bên là chúng chịu vậy nô ba chúng mình bỏ một bầy nè say pi nè rồi nè chúng chỉ còn cả đá kì ca sặc sà ca bị tôi móc chúng điền nơi sờ là tua xoài phơi và tổng tiết trong ở tờ điền sờ là chia lại hôn sai đặc máy hai cả đá nhóm lo mà đốt lòng năm pi pòn hay trong tờ điền nữ chia than ban là ná cứ đi hai ai thi ta bây giờ nó toàn score là vậy để hai thằng ai thi không lưu được cái điền pòn với chia mà điền hay thua nè cả sai mà điền vậy tua mà điền ấy điền tam cái gì cả chấm non bị năm pi pòn chia nó cứ computer sai computer tầm chặt làm trụ thì xa sọc gì cái cá nó toàn ban thế cá nó hiện hơi được ra khoa khát chịu phía bông luôn mà cá thưa cá không có chúng tôi một cháu là bạn riêng và tỏ tiền tâm mà tỏ cả xa chăm bị con ở phía đấy chạp ra mà tỏ cả xa là mình gọi kia là chịu hiệp bao nhiêu tỏ miền hiệp tỏ xác của tỏ cả xa và thèm khi ông ban chọc mình đất kê thì vô nữ Hồng Kông mà nữ Hồng Kông Bà vọt cả nghĩa nâng cả chạp đám bác ở chiều và cam tỏ khuôn trong chạp đám chỗ chạp đám không lộ xây thưa cá hợp xây thưa cá từ bộng phận nó cứ chăm bị con muối chọc ở đột liếm cứ chỗ thưa cá nữ cổng hôn là cho nó trọ muối nằm bị con bấy trong bác cổng hôn muối bạn được lợi sọp em mua Imperial Estate ở năm 2004 có phá chơi dạng khăn từ hốt bị ca phá chơi nó không có từ thưa ca này không hôn kia phí bay không hôn thiệt đã thưa ca kia không hôn phí bay người ta thương bán dũa ban thay dự bay khá có đâu mà không hôn phí không hôn bay không hôn to tiết được bà và tôi bị nước máu cứ không chạp đau phá chơi khăn mình thế này không có chạp đau riêng chủng niên và châu liên thủ sập nhưng lên trong thưa ca kia nên không có biết là phá chơi khăn một phần nó cứ không ăn được phải bớt đại cột xe tha chọn chụp chế chập ra mới chìm nuôi luôn này. Để pe nối đại trong số bảy chật hạ đập sẽ thi bị khét đi khét bị chẹt ngon. Để pe để những phần miễn chi mà trả chi và cắm mà dương được đào xong mà chi và cắm từ xong cái thừa những cái pha ở dương bột lực đôi khi cái pha ở những tăng như đây lên chọn thừa cài cái điện thoại trong của ban từ rồi riêng mà châu liên chùa sắp là một bà tu mà đưa chập ra ạ thì vọt vì nâu kia miền sầm lấy liên ru là hốt đó miền sầm lấy nâu kia để miền smart movie để ai chặt video chạy mà bán nó cứ trong hiện châu liên có biết được trong hiện châu liên là bà tu thấy nông phiền ví dụ vậy không miền đây tha bị off sọc nơi sọc nơi bình nhưng mà kia không là bây giờ dương phải ai chơi tới chụp là nam nẹo cái chết là tha ai dương thua ở chia mà trả chi và cam môi lôi chai nông phiền ví dụ vậy muốn đấy có bây giờ phải ai chơi tới mà kia không đấy chẳng ở trong có thua từ thua đậm nát khai xem điệp song bình hay xem điệp nếu bên nước trong miền chip pi chip mối cứ rút mà tàu đúc chip mối tiết cứ trong trên nè ở châu bắc liền đồ sập và như rút mà tàu đúc nơi biển liền họ ở bên trong nơi xem điệp ban mà chán lắm tiếp xa và châu bắc liền hạ đôi giữa miền cao những ít của các chơi lươn mình tên chơi bắc to hay lươn tên tương trai ít trong một lọp màu ở phnom penh mình chán lắm pi pon bầm mùi thôi chỉ chiêng phượng chua bại kha chua xong rồi đấy thôi chỉ chiêng phượng xong rồi đấy chẳng chán lắm pi pon bầm pel trong gọi riêng pia pia tới hay chán lắm pi pon bầm bấy vì trong bị bòn pel trong của ba cái chi cam luôn này bà bòn pel bòn bảy đó ba cái chi cam luôn này cứ trong thưa đá chua chua bạn khá pet mình ở ngay trong miền cầm hôn lụa xong mà đẹp pet mình bằng trong mùi đá mà vừa ngoài để thoải mái để chỉ cầm hôn đập ống trong to đầu hàng ấy để pet gì bằng trong quần này cầm hôn đúng thấy trong có chập đám chân châu tới chân rồi bạn bị chân mau đi làm bị bòn
ពេលពីពាន់8ពាន់9ហ្នឹងក៏ពេលនោះខ្ញុំក៏បើក្រុមហ៊ុនមួយទៀតគឺក្រុមហ៊ុន World Wide World ដឹកបញ្ជូនពីព្រោះដោយសារខ្ញុំមាននិបានបិចិនមកច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បើក្រុមហ៊ុនមួយនៅទេចិនពីមុនអត់សូវតលីដូចឥឡូវទេចាំបងប្អូនមកចំនួនគាត់ចង់ដឹកគាត់អាចផ្ញើឲ្យបានចូលទូខ្ញុំបានហើយខ្ញុំគិតជាចំនួនគិតជាកឡូអញ្ចឹងគាត់រុញចូលទូបានដោយសារបានខ្ញុំធំធំសល់របស់ខ្ញុំដាក់ឲ្យបានគាត់មកទៀតហើយក
nom tính có đại tính làm website thì ban mà chỉ muốn nó tìm ra hạ chẳng yên chẳng thật mà hay không có một thư ở công hôn số ban chất hay thang lụa mà tấu và lụa mà tấu là khai cũng thứ lụa chám đặc biệt lúc trong tinh mà tấu bị sọc chân nhưng mà lụa và tỏ bị châu đó năm pi pon đọc một phớt nhôm chạm vào đầm vừa từ lưa ca áp thì vọt pin gì mình nên là chạm vào đầm tinh máu áp thì vọt trong tre thùng phù chỉ lâu xong chỉ te xong anh năm pi pon đọc phớt lâu đây giờ mình cầm rúng bốn phèm bằng bốn phớt bảy cầm rúng có đọc bài cho bọn này áp pi 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 nhóm cơ sở anh cơ sở được không cầm lóng chín năm pi pon bẩm phật ngày mà phải pi hai pi và quạt mua nô say pi quạt chỉ câu nè ót đá mà đáy quạt lụa bay nơi bay xa thay mấy quạt chỉ câu nè ót đá phần tai không pe nóng dương sải như kia cả vì quạt chỉ tay đã xong sao nhưng mà dương sải như kia dương chặt ram ca một kia đòi miên lôi chặt ram đôi là ca hơi miên đây thay dương miên đam tuân ram ram đôi là hôm đó pe nick cho miên bột bay nè mà say mối pro pi bây giờ còn say nhiều dương đọc ram chín năm hơi អនុស្សាវរីយ៍ជាមួយភរិយាបាទនៅកំឡុងពេលនោះខ្ញុំចាំបានថានៅឆ្នាំ2003ខ្ញុំបើកក្រុមហ៊ុនដំបូងហើយខ្ញុំបរាជ័យអស់រលីងពីខ្លួនហើយគាត់ជាមិត្តនារីរបស់ខ្ញុំហើយគាត់អត់បោះបង់ខ្ញុំចោលគាត់នៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តគាត់នៅតែផ្ដល់តម្លៃគាត់នៅតែតាមគ្រប់គ្រងវិនិច្ឆ័យដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាំថានៅពេលដែលខ្ញុំពិបាកមានតែមនុស្សម្នាក់ឯងដែលគាត់តែងតែលើកចិត្តនៅក្បែរខ្ញុំរហូតដល់យើងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញពេលដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មដំបូងខ្ញុំធ្លាប់បានយកខ្សែដៃគាត់ទៅលក់បាទបានលុយ700ដុល្លារពេលនោះយើងចាប់ដល់ធ្វើអាជីវកម្មហើយខ្ញុំសន្យាមួយគាត់ថាខ្ញុំនឹងឲ្យលើសនឹង100ដងហើយយើងនឹងបានផ្ដល់ជូនគាត់ឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តការមាក់ងាយដែលធ្វើឲ្យលោកអុកញ៉ាចងចាំនឹងរឹងមាំរហូតមកដល់សពថ្ងៃពាក្យពេចន៍មាក់ងាយខ្លះពាក្យពេចន៍ដែលខ្ញុំបានចងចាំរបស់អ្នកចិត្តខាងឬក៏ញាតិមិត្តមួយចំនួនហ្នឹងគឺវាតន្តិចវាលែងគ្នាតែធំតាបាច់ចែកគេវាទេប្រាក់ម៉ៃខ្ញុំបាច់ចែកវាទេតាមតិចទៅគង់លែងគ្នាទេតែមួយឆ្នាំក្រោយយ៉ាងយូរមួយឆ្នាំវាលែងគ្នាព្រោះនឹងកំណត់វាបង្កើតទេវាការយកកំណត់បង្កើតទេតែមួយឆ្នាំក្រោយវាលែងគ្នាកុំឲ្យលុយវានៅពេលដែលយើងបរាជ័យប្រៀបបានជាជនម្នាក់ដែលមានទុះនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារមានថារាល់ការម៉ាក់ងាយឬក៏រាល់ពាក្យសម្ដីដែលគេនិយាយលេងគឺយើងគឺជាជនកំ plaign ម្នាក់ជាជនកំ plaign សម្រាប់គេនិយាយលេងគេចំអន់លេងសម្រាប់ជាឧទាហរណ៍ក្នុងការចំអន់អ្នកណាម្នាក់គឺយើងជាឧទាហរណ៍ហូបដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាមនុស្សមួយចំនួនដែលមើលខ្ញុំខុសគាត់ហាក់មានការអៀនខ្មាស់ហាក់មានការស្ដាយគាត់អញ្ចឹងតែពេលខ្លះហៅគាត់ហូបកាហ្វេគាត់រៀងគិតមិនហ៊ាននឹងជួបមិនហ៊ាននឹងហូបកាហ្វេផងការចែករំលែកកន្លឹះអាជីវកម្មជោគជ័យអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបើកអាជីវកម្មដំបូងខ្ញុំរៀនពីអាជីវកម្មនឹងខ្ញុំស្គាល់ថាហេតុអីបានខ្ញុំរកស៊ីទៅបរាជ័យទើបខ្ញុំមើលឃើញថារកលុយបានច្រើនមិនទាន់ប្រកបតែជាអ្នកមានទេរបៀបនៃការចាយលុយប៉ុណ្ណោះទី1គឺយើងត្រូវចេះគ្រប់គ្រងរ៉ៃធ្វើបានល្អប្រសើរបំផុតព្រោះជំនាន់នោះខ្ញុំរកលុយបានច្រើនតែបរាជ័យថាអត់ចេះគ្រប់គ្រងភាពយុវវ័យដើរលេងសប្បាយយប់ឡើងក៏ដើរលេងខ្លះជាយុវវ័យដើរលេងខ្លះអីខ្លះសប្បាយទៅអត់ចេះគ្រប់គ្រងរ៉ៃធ្វើបានល្អធ្វើខ្ញុំបរាជ័យទី2ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការម្នាក់ឯងយើងអាចធ្វើការបានល្អប្រសើរលុយខ្លាំងតែនៅពេលដែលមានមនុស្សមកធ្វើការយើងអត់ចេះធ្វើការជាក្រុមអត់ចេះក្នុងការប្រមូលធ្វើការជាក្រុមឬអត់ចេះជំរុញលើកចិត្តក្រុមយើងទេក៏ជាការបរាជ័យមួយដែរបាទទី3គឺទីផ្សារជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលខ្ញុំសូមចែកចម្លែកនេះគឺភាពជោគជ័យមិនសល់នៅដានជើងភាពជោគជ័យយើងស្មើនឹង C E P មានអ្នក copy edit paste កុំ copy ហើយ paste យើងពេលខ្លះយើងមិនអាចយកអ្វីដែលគេដើរមុនមកធ្វើដូចគេ 100% បានទេពីព្រោះស្ថានភាពពេលនោះខុសគ្នាយើង copy ហើយយកមក edit តម្រូវខ្លួនយើងថាយើងមើលថាឌីរៀមច្បងពីមុនមកក៏ដើរក្នុងវិស័យនោះក៏ដើរយ៉ាងម៉េចតែយើងគួរ edit ខ្លួនយើងយ៉ាងម៉េចដើម្បីតម្រូវទៅតាមជំហានដែលយើងដើរស្នាដៃសិភៅអ្នកចម្បាំងបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតពិតរបស់លោកអុកញ៉ាទាំងភាពជោគជ័យនិងការបរាជ័យកូវីដមកដល់ខ្ញុំអង្គុយសរសេរសិភៅខ្ញុំនឹងរៀបចំសរសេរព្រោះការសរសេរសិភៅគោលការណ៍និយាយតាំងពីពាក្យពេចន៍អក្ខរាវិរុទ្ធតាំងពីសរសនៅក្នុងនោះព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យសិភៅនេះគឺប្រៀបដូចជាការជជែកគ្នាមិនមែនគ្រាន់ជាការអានបន្លំលោកមួយជាការជជែកគ្នាជាការដេញដោលគ្នាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមដាក់បទពិសោធន៍មែនទែនឲ្យសិភៅនេះអ្នកកក់ច្រើនមែនកក់ចំនួន300ក្បាលជាងបើចឹងខ្ញុំត្រូវដាក់ deadline ឲ្យផលិតសិភៅនោះចេញមកចាប់ដើមសិភៅនោះមានវត្តមានលើទីផ្សារហ្នឹងផងដែរបាទទស្សនៈចំនួនរបស់លោកអុកញ៉ាអ្នកទស្សនៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ការរកស៊ីដាច់ខាតត្រូវតែការធ្វើការដើមទុនប៉ុន្តែដើមទុនរបស់មិនមែនជាសំដៅទៅលុយទាំងស្រុងនោះទេបាទរកស៊ីការដើមទុនអញ្ចឹងដើមទុនអីខ្លះយើងអាចរកស៊ីបានទី1ចំណេះចំណាញ
dương ai mi chấm này chấm này của dương ai tranh được rosi ban này chấm này chấm niềng phiệp smart strong bà phiệp tiếp có sol tụm nẹt tụm nồng nhóm u thì ho mui tha u thì ho tha lử bông miên chấm niềng bông miên chấm này tép bông pha đam tuấn chỉ lỗi tép bông miên chấm niềng miên chấm này chấm niềng ai giờ nó mò sạc ca này rosi ban không miên lỗi bông miên chấm này chấm niềng tô châu này nó có chỉ đam tuấn mui đây chấm nuối cứ chỉ cả đọt sai bài nhá vô lại chấm này chấm nẹt đại quan bậc cai thôi chấm nuối quan bậc cai mui bài nhá bạn nhà bảo kê bây giờ đọc sai bán thì dân vô chùm này bán chùm này ưu thế đó mà đứa khám ai chẳng bây giờ ai đọc sẽ còn so bán lê nhưng lũ đại chẳng nếu bây giờ đọc sẽ bán nhà kê bán căn đại dũ chùm nuôi như cho dân bán căn đại chứ ai phải là cả chiều và cam rồi bỏ lốt ốc nhà chạp chạp nấy cứ khi ông bùng rít nơi công hôn bằng trăm mà dưỡng mà công hôn bằng trăm mà dưỡng chùm luôn phải bàm hai cổng này dưỡng miền xa khá nơi xìm riếp bạch tập hóng nơi phân bênh bay cả lại và đầm bây châu ruông chùm này trong ca chuối đọc sẽ bạn hà bảo chưa bù rót được thì bố họ không muốn phải chấm cứ đau tuôn thì tầm khánh á tầm bấy chui xét cái chết chìm xét lại cái nạn này rồi chấm nuôi tụi tài thì bố và sân mà bóng ôn đài quật thời ca lui cả toán quật được xây từ nia kia cứ thời ca p p hai bay hai đôi mặt hai bị khác à đây là ca sạch xa chẳng không muốn phải chấm mà vẫn cứ vẫn chui đau sẽ bạn hà bảo quật mà ha quật chỉ nẹo lụa đầu được xá quật thời ca lui sạch lui một toán quật bạc lán nó còn tục lán là lại dương tới hay còn vô sạch lui từ một vài lần tới vô một bình máu còn lại đau sẽ bạn hà còn lại chuẩn anh lui bàn bà hay dương miền hai nà ca trong ca vùng rít mà khai phèm khai cống là bà chữ franchise bà để chấp đầu thì khai xiêm riệp bắt bóng vùng sáu hay đường rít này phong bình như tây môn hay đường khu bản đa khai tầng sông rồng lực làng quỳnh thà lộ ông nhà bận đợt thì rung vị chất đà rã bộ men chỉ còn cạch chấn hay đồn ta bao lộ ông nhà có mình men chỉ lại chầm lùi đá và ta mặt đài bao lộ ông nhà bàn pháp thả chỉ đồn chỉ ta chỉ mình tây đi chả hay tây bàn sầm lấp nơi không robot bồi bờ chỉ một tên áp phì bom phớt sầm lấp lộ ông nhà กรมตุสาโลออกญาณังสังคมจีดได้โลออกญาจีก้นกัมเปรียปุกรู้เนื้อจีมวยมาได้ลุโอลุชิวปนแต่บานขัดคอมรินโซดนังโรคซีระหดคลายจีเนจจุนดุนจุกจี้เวกไม่มาเนี่ย